làm cho anh em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương. Và mở đầu video ngày hôm nay, rất nhiều đơn hàng với JBL T10 Pro lên được của anh khách hàng. Em đã vừa thông báo về hàng thôi mà anh em đặt hàng rất là nhiều với bộ sản phẩm này. T10 Pro dành cho anh em khách này. Đấy, có những em chọn lựa cả bộ combo bao gồm vang và lâm tiếng nữa. T10 Pro ngày hôm nay lên đường rất nhiều, và còn ngoài ra thì còn rất nhiều trang thiết bị âm thanh sẽ phục vụ anh em trong buổi ngày hôm nay. Nếu như các anh em đang cần có một con vang cơ lai số hay và chất lượng thì đừng bỏ qua phiên bản vang cơ lai số vô cùng đẳng cấp đến từ JBL. Đây là phiên bản T10 Pro mà bên em Tùng đã giới thiệu và thông báo trực tiếp cho anh em trên kênh YouTube của Audio là đã về thêm hàng rồi để phục vụ anh em khách hàng. Với cái phiên bản này, em sẽ mang đến cho anh em một cái chất lượng sản phẩm tốt nhất của phiên bản huyền thoại đời đầu, chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả những người khó tính. Và rất nhiều anh em đặt hàng sớm trước Tết thì bên em không thể về được, nhưng hiện tại thì bắt đầu về thêm lô hàng. Em cũng đã thông báo video trước đó rồi, khi mà vừa lên sóng thì anh em đặt hàng ngay lập tức. Và em cảm ơn các anh em khi tin tưởng ủng hộ hàng em với phiên bản JBL T10, một trong phiên bản vang cơ lai số rất là hay và chất lượng cho anh em lựa chọn. Phiên bản phay nhôm màu đen đầy đủ tính năng sử dụng, mà nếu như các anh em chưa biết cách sử dụng thì không sao, các bác nhớ chỉ cần vặn cho em đúng 3 phím tính năng khi nhận hàng thôi. Đó là effect tổng vang nhại, âm lượng tổng mic, âm lượng tổng nhạc, và toàn bộ trên này nó có ký hiệu nhá. EFS tức là effect. Đấy, chúng ta muốn cái chế độ vang nhại nhiều ít chúng ta vặn cho em lúc đầu tiên. Tiếp theo là anh em muốn tính năng âm lượng tổng mic to hay bé chúng ta vặn cho em phím thứ hai, và cuối cùng là phần nhạc muốn to nhỏ như thế nào chúng ta vặn cho em theo múi kim hồ, tăng bên phải, giảm bên tay trái. Đấy, các bác nhớ cho em như vậy thôi là các anh em đã có thể trải nghiệm thành rồi khi nhận hàng. Về thì đội ngũ kỹ thuật nhân viên nhà em đã cài là sẵn tất cả tính năng tốt nhất rồi. Còn nếu như các anh em muốn tự cài đặt thì rất đơn giản, các bác nhìn vào đây. Với tất cả chế độ tính năng sẽ làm ngay phần chính giữa nhá. Bao gồm các chế độ cắm cổng mic này, mic A, mic B, mic 1, mic 2, anh em cắm mic dây, mic không dây tùy các anh em. Có âm lượng tổng riêng biệt, có FB trung ngũ hay còn gọi là FBX trung ngũ để tăng khả năng trung ngũ tốt nhất cho anh em. Chúng ta hoàn toàn có thể nhả FBE ra nếu như dàn máy anh em đã có khả năng trung ngũ tốt rồi. Còn nếu như các anh em cảm thấy dàn máy âm thanh có hiện tượng ngũ rít, chúng ta hãy sử dụng cho em nút FBE để tăng khả năng trung ngũ tốt nhất cho dàn máy. Và thêm các tính năng như là delay, repeat, reverb time, reverb echo chỉnh riêng trên cùng một nút. Anh em muốn hát reverb nhiều hơn thì chúng ta vặn cho em sang bên góc tay trái, và anh em muốn hát echo nhiều hơn chúng ta lại vặn cho em sang góc tay phải nhá. Có thêm tính năng exciter, một tính năng rất là đặc biệt để nâng cái tiếng mic của anh em lên cao hơn, bay bổng và dễ hát hơn. Thêm các chế độ bass trung chép của phần mic, bass mic chép của phần nhạc để anh em tự mình căn chỉnh theo những cặp mic, theo những bộ loa của hát gia đình, rất đơn giản phải không ạ? Sau 2-3 lần sử dụng thôi là các tính năng này anh em hoàn toàn có thể tự mình căn chỉnh theo thích riêng được, và rất là dễ dàng. Khi chúng ta lựa chọn JBL T10 Pro thì cũng sẽ có ngay cho mình mặt màn hình LCD góc tay trái hiển thị đầy đủ các chức năng. Đấy, vừa bao gồm các chế độ âm lượng tổng, nó sẽ hiển thị bằng ký hiệu số trên này, với các đầy đủ các tính năng chế độ lấy tín hiệu nhạc nữa cho anh em sử dụng để cấp nhạc, nghe nhạc với JBL T10 Pro. Lấy nhạc qua các đường cổng truyền thống như là USB, đường cổng hiện đại như đường cổng quang hay là Bluetooth, đường dây tín hiệu trắng đỏ để cho anh em cấp nhạc từ TV, máy tính hoặc là điện thoại di động cấp vào. Và quá nhiều tính năng đặc biệt của JBL T10 Pro chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả những người anh em, đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì cùng anh em trải nghiệm âm thanh thực tế đến từ JBL T10 Pro cho những anh em khách hàng đã và đang đặt hàng thành công với mẫu sản phẩm JBL T10 Pro ở thời điểm đầu năm 2024 các nhá. 1 2 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 Và rất tuyệt vời đúng không ạ? Các bác đã được nghe âm thanh thoát ra đến từ dòng vang cơ lai số JBL T10 Pro. Bản chuẩn đời đầu, âm thanh dễ hát, độ lịnh tiếng cao, dải lời cực kỳ tốt và rất là thanh tiếng các nhá. Dòng vang cơ lai số này là một trong những phiên bản vang cơ lai số tiếng rất là thanh. Nó sẽ làm cho các giọng hát trở lên bay bổng hơn khi chúng ta ghép nối với dàn máy âm thanh, đặc biệt là với giải tính năng bass trung chép sẽ hỗ trợ trực tiếp cho hiệu ứng giọng hát anh em trở nên vô cùng chuyên nghiệp. Và ngày hôm nay bên cửa hàng em nhận được rất nhiều đơn hàng của anh khách hàng với bộ sản phẩm JBL T10 Pro, và em xin gửi ngay trực tiếp đến những anh em khách hàng đã đặt hàng với bộ sản phẩm này. Là nếu như anh em nhận hàng về còn ý kiến đóng góp hay là còn thắc mắc gì, cần hỗ trợ thêm gì, có thể liên hệ trực tiếp với em Tùng theo số điện thoại bên dưới màn hình để em Tùng có thể tư vấn thêm và hỗ trợ cho các anh em cách sử dụng một cách tốt nhất cho dàn máy âm thanh hiệu quả, đặc biệt là với phiên bản JBL T10 Pro. Và video của em xin dừng lại tại đây. Anh em thấy hay nhớ đóng góp cho em nút like đăng ký kênh, và một lần nữa thì em xin chúc anh em nhận hàng ưu ý với một sản phẩm vang cơ lai số, hàng sản phẩm đời đầu JBL T10 Pro bên cửa hàng em. Xin chào các bác.